Hello, xin chào cả nhà. Lâu quá không có quay video. Hôm nay chuẩn bị đi về Việt Nam rồi, đang mới đi shopping về để chuẩn bị gói quà để quay cái video gửi cho cả nhà coi, khoe cả nhà nha. Đó, mình mua mà giờ tính đi vali, bỏ vô vali một một cái vali nó cũng nặng có 7-8 pound rồi. Đang suy nghĩ mua mấy cái thùng này về để vô cho nó đỡ, tại vì mỗi người đi được có một hai vali, mỗi vali là 50 pound thôi, nên nó liền không được đem được nhiều lắm. Đó, mà nếu mà mua cái thùng này ở Home Depot á, thì mình đựng được nhiều thêm nữa. Nên đi đi shopping về bữa giờ quăng đầy nhà vậy đó cả nhà. Rồi bây giờ chuẩn bị ngồi bỏ vô thùng căng để coi có bị phạt hay không. Mua một đống nha, bữa giờ đi shopping mua đống đống này dục tùm lum đầy nhà hết. Bây giờ là để chuẩn bị bỏ vô thùng nè. Xong rồi thì căng cho cả nhà coi rồi theo nó thì để đi về Việt Nam nha, thăm ông xã mình. Video món giờ phải giặt lộn với mấy cái thùng dán nó lợ mà dán hơi xấu quá cả nhà ơi. Dám không kịp là còn mấy bữa thì đi rồi. Dán cái giấy này cái gì? Cái màu này thì nó như nó chắc hơn. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay hai mẹ con đi về Việt Nam. Sáng thì thức dậy sớm giặt lộn với mấy cái vali check in xong. Bây giờ mới vô tới cái cổng 59 nè. Mà hôm nay đi nhiều người đi rất là đông. Tối thì chưa ngủ, ngủ có 2-3 tiếng mặc bơ phờ. Giờ quay cho cả nhà coi. Cả nhà đi theo hai mẹ con về tới Việt Nam nha. Đi tới đâu thì Lì sẽ quay tới đó nha cả nhà. Check in xong rồi nha cả nhà. Bây giờ mình đi vào cái gate của mình. Cái gate của mình là 57. Giờ mình 50 tới 57. Sáng sớm cũng đông lắm. Nhưng mà mình tới cái gate của mình số mấy thì mình đi tới đó mình kiếm. Bây giờ là 7 giờ mấy, gần 8 giờ sáng. Đi tới đâu liền sẽ quay mỗi cảnh một chút cho cả nhà coi nha. Chào cả nhà nha, mình vô rồi, trong ghế mình ngồi rồi. Giờ mình đợi bay về Dallas, xong mình từ Dallas bay về Korean. Nó bay đông, hôm nay đông 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 người cá bộ lắm cả nhà. Mình gặp cả nhà ở Dallas nha. Chào cả nhà, mình tới sân bay Dallas rồi. Mình đang đợi để connecting flight. Sân bay rất đẹp lắm. Đây là sân bay Dallas nha cả nhà.
đau là xe cá nhân. Mình đang đi cái bệnh viện xe quẩy hay xe lửa để đi qua cái terminal mới. Cả nhà qua video của ông xã mình nha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi.